Xin mến chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Vương Phạm TV. Ngày hôm nay Vương trở lại một cái ngôi nhà nhỏ xíu và thăm lại một người đàn ông lưng gù, và hôm đó là ông đi chặt củi để bán kiếm tiền sinh sống qua ngày. Cũng có một người con trai nhưng mà không lo cho ông, thì ông phải tự động mà vác cái bản thân ra và đi làm. Thì cũng khá là lâu rồi, cũng cả một tháng tháng mấy rồi, nhưng mà Vương chưa ghé lại ông và thăm ông. Thì bây giờ thì Vương sẽ vào đây thăm ông, nhưng mà hồi qua thì Vương vào đây không thấy ông đâu cả, và Vương hỏi xung quanh ở làng xóm ở đây thì nói là ông đã đi chặt củi bán cho người ta rồi. Thì mình nghe thì mình thấy xót xa luôn của chúng chị, tại vì cái này là cái lỗi của Vương. Tại vì Vương cũng hứa với ông, cũng lo cho ông tí xíu để cho ông đỡ bớt khổ. Thì ngày hôm nay thì Vương sẽ vào hỏi thăm ông để hỏi thử là tại sao ông đi chặt củi mà ông không chịu ở nhà nha cô chú chị nha. Và ngày hôm nay thì Vương vào đây thì cũng có một tí xíu phần quà, thì Vương mua tặng cho ông để ông ăn ông uống qua ngày. Ngày hôm nay thì Vương không vác gạo, tại vì ông á là còn gạo rất là nhiều luôn, thì Vương không có vác gạo nha cô chú anh chị nha. Giờ Vương xin mời cô chú anh chị và đồng hành thực hư cái câu chuyện này như thế nào nha. Biết có ông không? Con chào ông. Trời ơi, bữa nay nhà sạch sẽ vậy, mới quét nhà hả? Đâu, mình có lương chứ. Hả? Có lương chứ. Này, cái này con tặng cho ông này. Ông biết này gì không? Không biết rồi. Không biết hả? Coi thử coi. Cho con gắn cái này nói chuyện à. Hai ông cháu mình nói chuyện nha. Quân à? Hả? Nhớ ai không? Quân. Ai? Quân. Vương. Quân. À, Vương. Vậy là ông còn nhớ rồi. Ủa, hôm qua? Hôm qua ông đi đâu vậy? Để lấy củi trộm. Hả? Để củi trộm. Đi củi trộm hay là đi củi bán? Đó, củi đó. Có bán không? Đồ có. Mấy bữa giờ có đi bán không? Không hả? Ừ. Đi. Sao bà con làng xóm ở đây kêu là ông đi chặt củi bán kiếm tiền, Ủa. đúng không? Ông nói thật đi, có mình nói có, không thì nói không, Đó không có hả? sao hả? Hả? Tôi đi đi 3 lần. À, đi 3 lần hả? Trời ơi. Gần đó. Ủa, ông hết tiền xài rồi hả? Ờ. Ôi, ôi, thấy tội nghiệp con chú chị. Rồi ngày nào cũng 3 lần đó đi vác củi bán cho người ta hả? À. Bán 3 lần được nhiêu tiền? Có vài lần ngày ngày 2 bó. Ngày 2 bó. Ừ. Thôi gì có mấy chục ngàn mà. Mà một bó 45 ngàn. Trời ơi. Rồi đồ ăn mấy bữa con mua cho ông á, ông ăn hết chưa? Thế rồi. Ăn hết rồi hả? Dạ. Trời ơi, là không còn gì ăn luôn. Ông đi chặt củi rồi ông kiếm tiền mua đồ ăn hả? À. Gạo thì còn nhiều lắm cô chú chị đó, thì gạo thì còn rất là nhiều đó, con mua cho ông này. Đây là biết gì không? Mì trùm. Đúng rồi, mì tôm. Dạ. Dạ. Còn cái này, nước mắm. Mày xí. Mà Mày xí. xí là gì? Nước À, mà xí, nước mắm. Mà mắm. xí à, người người của dân tộc Lai, con để đây luôn nha bà ông nha. À, còn cái này ông biết cái này là cái gì không? Đức trình. Ông đó giờ mà ăn này chưa? Chưa ăn được. Đấy. Sao bé sao được? Bé chưa nào? Bé này hả? Cái này, một là mình cắn bên hông, hai là lấy dao cắt làm hai. Dạ. Ừ, giờ còn cắn ra thử nha. Cái răng cắn, nó răng thôi Không chưa? có răng rồi mình lấy dao. Dạ. Đây, ông ăn thử coi. Bông ăn thôi. Ngon không? Không có. Ừ. Cái này mình không cắn được rồi, mình lấy dao mình cắt làm hai nha. Dạ. Ông ăn hết cái đó đi. Cái này con mua nguyên một bịch này này để dành cho ông ăn nha. Rồi dù là ông ăn dưới lại cơm cũng được này.
Ông ăn không cũng được này. Dạ. Nha. Ăn cơm ngon cho nó ngon nha ông nha. Ăn cơm mưa cũng ngon. Ừ, ăn cơm ngon lắm á. Đây là gọi là xúc xích. Xúc xích. Dạ. Xúc xích. Là thích đó. Người ta làm gọi gọi là xúc xích. Đây con mua thêm chai mắm nữa này. Con tặng cho ông này. Cái nồi gì đây? Cơm. Cơm hả? Ôi ôi, ông chưa ăn cơm à? Rồi ăn cơm này gì? Bò bù. Bò bù. Ừ, bò bù ăn cơm. Bò bù. Ừ. Ăn cơm lại gì á? Ăn cơm. Ăn cơm lại gì? Bò bù. Ông, bò. Đồ ăn á, đồ ăn lại gì á? Có đồ ăn. Ăn không hả? À? Ăn những mắm à? Ăn những mắm thôi. Thôi ơi. Rồi rồi mấy bữa giờ đi chặt củi không có tiền ấy à? Có bơm 5.000 hay 30.000 nữa. 30.000 hả? Rồi ông để dành tiền đó để làm gì? Chuyện đó. Đây. Để mua thuốc. À mua thuốc hút à. Đây con mua mì gói cho ông này. Yeah. Thì ông già rồi ông phải hút thuốc đó, cô chú anh chị. Đó, con để đây nha. Còn đây nữa này ông này. Đó. Cái này ông biết cái gì không? Cầm đủ ấy cả. Thấy không? Heo à. Đúng rồi. Ông đó giờ ông ăn thịt heo này chưa? Dạ. Chưa ăn hả? Đã lâu rồi, bao lâu rồi chưa ăn? Ừ. Lâu có thứ mua ăn một lần à. Lâu lâu hả? Mà đã bao lâu rồi ông chưa ăn lần ăn thịt này? Dạ. Chưa ăn. Cái này là vô mua thịt heo này để dành cho ông ăn. Đó, còn để đây nha. Đợi nữa ông làm món gì? Hay là con cắt ra con kho cho ông? Cắt chứ, cắt chút chút như vậy đó. Đây. Chị cá. Cá. Cá lẹp. Ừ, đúng rồi. Còn cái này. Xà ra. Muối. Xà ra, xà ra, đúng rồi, xà ra. Xà ra là muối đó, cô chú anh chị. Đây. Bột ngọt. Bột ngọt là gì? Bột ngọt kêu cứ bột ngọt à? Kêu bột ngọt hơn á. Bột ngọt kêu bột ngọt. Đây con mua bột ngọt này, muối này cho ông. Còn cái này ông biết cái này cái gì không? Xà bông. Xà bông. Quả của quy đầu. À gồ đầu đúng rồi. Còn cái này. Xì ngon. Cái này là gì? À xì ngon. À xì ngon. Không phải. Dạ. Dạ. Xì bông. Giặt đồ. Dạ dạ dạ. Cái này đừng không có nêm canh ăn được nha. Dạ. Cái này không phải ai xin ngon đâu. À. Cái này là xì bông giặt đồ, giặt áo quần á. À. Nhớ không nha. Cứ chừng lộn nha. Cái xì bông gọi đầu này, xì bông giặt đồ này, giặt áo quần á cho nó sạch. Dạ. Nhớ không nha. Cái này con bỏ riêng nè. Con bỏ riêng ra đây. Mình bỏ qua góc kia nha. Còn cái này muối này. Muối với bột ngọt bỏ đây nha. Dạ. Trời ơi. Còn cá con bỏ lên trên này luôn nha. Dạ, dạ. Cái rổ cá của ông này không còn một cái nào luôn này của chú anh chị. Trời ơi. Bữa thì ông hay đựng cá ở đây. Mình bỏ ra cho nó thoáng luôn của chú anh chị. Vậy là ông có cá ăn rồi ông ha. Còn có cái son nào không? Con làm thịt con nấu ăn cho ông chưa? Tôi làm lại được rồi. Hả? Tôi làm lại. Đây con làm chưa? Dạ. À, rồi ạ. À. Hả? Để tôi làm lại. Ông làm luôn đi. Dạ. À, đó để chút. Để chút nữa hả? À. Trời ơi, còn không thôi con làm nha. Con làm cho ông ăn. Không. Không hả? Trời ơi, ông tự chế biến ông mới ăn được. Tại người khác nấu á, sợ ông ăn không được hả ông? Bữa ăn được rồi nhưng mà trời. Tôi ha. Cơm mình. Trời ơi. Này, mùa khác đó, đừng có đi chặt củi nữa nha, nó mệt. Dạ. Nha, lâu lâu con lên đây, con ghé thăm ông. Nha ông nha. À, thôi, thăm ông, thôi dạ. Cả tháng mấy rồi. Cả tháng mấy rồi. Tháng 10 rồi. Dạ. Cả gần cả tháng rưỡi rồi, cô chú chị. Phải. Nhưng mà Vương bận vì công việc quá thì Vương cũng không có lên đây thăm ông. Hả? Tháng 10 rồi, tháng 10 rồi. Tháng 10 tháng 11 à? Bữa nay tháng 11 à? Phải không ta? Đúng rồi, bữa nay tháng 11.
Thôi trời. Bữa nay con có quà con tặng cho ông. À, đồ ăn thức uống á là con trích tiền túi của con ra cho ông để cho ông có cái miếng ăn uống qua ngày nha ông nha, rồi để ông khỏi đi đi kiếm từng đồng từng cắc mà để ăn uống nha ông. À, thì thứ hai nữa là cô Thảo Trương, dạ cô Thảo Trương là gọi cho ông là 1 triệu nha ông nha, cái 1 triệu này này để dành ăn uống rồi để dành rồi khi đau khi bệnh đó mình mua thuốc mình uống nha ông nha. Đó. Thì giờ sẽ đếm gọi cho ông luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tờ, 20 tờ 50 là trị giá là 1 triệu. À, đây biết tờ này nhiêu không? Tờ này nhiêu tiền nè? Năm trăm à? Đâu, Năm có chục. lãi. Năm Phải chục. không? 500. Năm trăm hả? Phải không? Có lãi coi. Dạ. Có lãi coi bao nhiêu? Bao nhiêu tờ? Không Cầm, biết cầm, cầm, cầm lãi. Cầm lãi coi thử tờ này nhiêu. ha. À. 500 đúng không? Phải không? Đếm lại coi. Coi kỹ lại đi. Bao nhiêu? 500 Năm chỗ. 50 hả? Dạ. Cái này 500 là thêm một cái số 0 này chấm chính giữa là 50 này. Nếu mà ba số 0 là 500. Nha. Đó, 50. Cái này là con gửi cho ông này, ông để dành ông tiêu xài nha. Nhiều khi tiền ông cũng hao quên tí xíu tại vì ông không có tiếp xúc tiền số tiền lớn, tại vì Vương không có đưa tờ 500 hoặc là gì đó cho ông. Thì nhiều khi ông không có biết đó, thì người ta sẽ thứ nhất là gian lận, thứ hai này kia nọ dễ mất. Đó, cái này là con gửi cho ông 20 tờ. Con gửi cho ông nha. Cất đi. Ông cất đi cái chuyện mất nha. Ôi ôi. Có túi này. Còn mới bước vào còn tiền Còn 500. còn 500 ha. Ở đâu đã gì? Mình thì buổi tối áo Ở đâu, ở đâu có 500? quá buổi trưa buổi cho một bữa đó À hồi bữa con cho ha. à, không nhớ Sao không để dành xài? hả Sao không để dành xài? sai gì hết mà mình đi định ăn chứ À để dành sửa nó mua rồi sửa ăn. nó mua tháng 10 mà Là mình ăn mùa mưa ha. sửa nó mua đó. Nhà mình có gạo nấu gạo ăn nha. Và có mì gói nấu mì gói ăn nha. Ừ. Rồi có gì ông ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha ông nha. Ừ. Rồi còn còn cái miếng thịt này này, ông nấu ăn luôn đi để cho nó tư. Để mất công nó ương là ăn không có ngon. Để lắc làm lại chứ. À, ông làm lại ha. Hay là để con nấu. Không, để tôi nói Ừ. Ấy tranh thủ mình làm cho nó ăn cho nó ngon nha ông nha. Rồi ông có tiền rồi á là ông đừng đi chặt củi nha, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Hồi bữa hôm qua đi 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 chặt củi sao Đường đó còn ở cái đâu? nhà thời đó À ngay chỗ nhà thầy luôn hả, ờ là chỗ 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 cũ đúng không? bố chú gặp À bữa chỗ cái gặp cuối luôn. á Thì hôm qua Vương chạy vô đó, con chạy vô ngay chỗ nhà thầy á, con chạy vòng vòng kiếm ông mà kiếm không ra. người học được người sắc đó người ở trên đó rồi À, chơi của chú tụ điện á à cái trụ điện ở ha. tụ điện mà kia cái chú nhà thầy ở dưới này rồi ở tụ điện trên đó Dạ. Thôi, tại vì do ông á, là học đó cái nghề trước của ông là đi chặt củi và mang hai cái bó củi trên vai trên lưng á, thì rất là nặng luôn. Hồi bữa là Vương ông cho Vương trải nghiệm thử á, thì khá là nặng luôn không ha, mà ông bị lưng gù mà ông vẫn sức mạnh khỏe. Rồi mấy bữa giờ ở đây có vui, có chuyện gì vui không, kể không nghe coi cả khó chứ có vui chứ chuyện gì. mới chuyện là cái gì nói cái gì nói về đó Là chuyện gì, chuyện gì vui? nói chuyện làm ăn cái gì làm cuối làm đó Là ông đi làm á. À. làm cuối làm Rồi ăn hầu ba ở làng sớm có nói là
Hồi qua là dặn ông ở ngày hôm nay ở nhà không? Không có. Không có hả? Hơn quá. Có nói ông, có nói ông không? Có cho Có hơn. kêu ông ở nhà đúng Hơn không? hơn. Là hồi qua con lên đây con nhờ làng xóm á, con kêu à, nếu mà mai mà có ông á, kêu ông ở nhà đúng không? Đó, thì cũng Vương cũng nhờ làng xóm mà Vương cũng từ đây mà chạy ra đây cũng cả mấy chục cây số, nó khá là xa luôn. Lâu lâu là cả tháng đó, Vương mới tới thăm ông, là Vương thường xuyên đó, là Vương trích tiền túi ra tặng cho ông, và nhưng mà Vương không có quay lại những cái đó, chỉ là tặng cho ông thôi để cho ông có một cái miếng ăn uống qua ngày. Và hôm nay á, thì chị cũng có một cô Thảo Trương, thì cô Thảo Trương này á, thì cũng muốn mở lòng ra cho ông một tí xíu phần quà để ông ăn uống là 1 triệu đó, ông để dành ông ăn uống nha. Rồi ông có cái lời nói nào với cô Thảo Trương không? Nói Ôi mà, cảm ơn nhá. như cảm Ông ơn cảm ơn à, nha. cảm ơn Cô Thảo Trương. cô Thảo Trương, cảm Dạ. ơn cô Thảo Trương. Dạ. Ôi, tại giờ ông là người dân tộc rất là hát. Thì một lời nữa thì con cũng rất cảm ơn cô Thảo Trương rất là nhiều. Đã mở lòng ra Cô yêu Thảo thương Trương. ông và giúp đỡ cho ông. Thì con rất cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Rồi họ trưa rồi, ông chưa ăn gì luôn. Lắc làm thể cũng ăn luôn lắm Là con không có tới là ông ăn cơm với mắm thôi. à, Trời ơi, sao không không theo không rau đi, ăn sao không đi kiếm rau rừng đó mình ăn. đó rồi nó lại ra mai đó mình hay Rau ăn trong bát rồi đó. là bắt Đó, mình hái mình nấu canh ăn. rau Mình hái mình nấu canh ăn này kia nọ không ạ. rau nè. Còn bây giờ là mình khỏi nấu canh nữa, mình nấu miếng nước rồi mình chế gói mì tôm rồi mình làm canh mình ăn đỡ nha ông. Đó, rồi xong rồi ông nướng cá ông ăn nha, rồi xong rồi ông coi ông làm thịt cho nó tư, rồi ông làm thịt xong rồi ông chế biến cái món ăn nha. Mà ông tính làm cái món thịt này làm một món gì? Ông kho hay Khô chứ. ông chiên hay ông xào hay ông nấu canh? Khô chứ còn ăn lâu á. Kho ăn lâu à? Một đi khô khô á. Kho khô. Ôi có cái miếng này à, ông xắt ra ông kho ăn cơm đi Lắc nữa nha. làm nhá, Ừ. lắc nữa làm Em nó làm ăn. Trời ơi. Vương kêu là để cho Vương làm mà ông không chịu. trời Mà tại sao vậy? à. Tội hả? Hay là chơi con nấu dở? Không Con có nấu dở quá ăn ăn không được đúng đâu, không không? có Không có. Trời ơi, ông nói chuyện ông nói tội Vương là sợ Vương làm này kia nọ. không phải. Hay là con nấu cho ông ăn đi. Không cho. Không cho à? Tội. Tội. Cưng quần Trời ơi. Rồi mấy bữa giờ ông khỏe không? khỏe chứ. Rồi có bệnh đau gì không? Chưa đâu. Chưa đâu hả? Chưa bị. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông nha. Dạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe này. Nhớ ăn uống thiệt là kỹ nha. Dạ. Ăn nhiều vô, đói bụng mình ăn nhiều vô. Dạ. Nha ông nha. Dạ. Còn không thôi, tí xíu nữa ông cái bị xúc xích đâu ta? Tên một lần. Ông lấy xúc xích đó, ông cắt ra ông ăn cơm cũng được nha ông nha. Dạ. Đó. Trời ơi. Và bây Xúc giờ xích. thì giờ thì con cũng tranh thủ ông ăn thêm không, con cắt ra cho ông ăn thêm, Ăn rồi nói. đúng Không. không? Ừ. Trời ơi, thì chắc là bây giờ thì Vương cũng tranh thủ là Vương chạy qua anh kia quay giúp đỡ cho bà con nữa, thì Vương chắc là Vương xin khép lại cái video luôn. Thì là con về nhà ông nha, Dạ. con về ông buồn không? Rồi rõ buồn cho anh vô thăm đó. Ừ. Lâu lâu buồn vô thăm hả? Ừ. Ông bữa là như là cái tinh thần của ông bây giờ là rất là ổn định. Đó. Còn cái lúc trước đó là Vương vô đó, là ông không biết Vương là ai luôn, không biết luôn. Nhưng mà cả tháng nay rồi ông mới nhận ra Vương vô là nói Vương hả? Vậy là ông còn nhớ tên con đúng không? Là nhớ, ông nhớ là lần đầu tiên mình gặp nhau là ở đâu ông nhớ Gặp ở đó chỗ không? Chỗ nhà thầy nhà thấy đó
rồi con với lại ông đi bộ băng băng xuống núi đúng không, nhớ hả, băng xuống núi rồi xong rồi mình đi lên trên này đó, là lần sau nữa là con đi kiếm ông ở trong một cái đối diện thầy thầy đi qua trên kia vô trong cái hốc kia, rồi con phụ ông trên hai bó củi á, ông nhớ không? Hả? Đúng rồi. Dạ, vậy là ông như là tinh thần của ông sảng khoái mạnh khỏe lại rồi. Chứ có bệnh rảnh này thằng tôi thật biết á. Nhưng mà trưa nắng đừng đi ra nghỉ địa nha. Chứ để bệnh viện một lần nào. Ông ý con nói là trưa nắng đừng ra nghỉ địa nghỉ trang á, người chết á. Mà bữa nhớ nhớ cái vụ mà treo cổ Bữa đó. không? Bữa đó đó. Ông đừng ra đó nữa nha, người ta dẫn ông đi ra đó đó. Nha, tại hôm bữa ông cũng có một cái vụ mà ra nghỉ trang á mà bị Vuông cũng có cái tập đó luôn không cô chú anh chị. Ông tự nhiên treo cổ trên cái nghĩa trang của một người người nghĩ cái mộ đó là của ai vậy ông? Muộn hả? Mộ đó của ai? Ý Của một người con gái đúng không? khoai khoai chết đó, À, dọn khoi chết. khoai Khoi hay dọn khoi? khoai Dọn khoi là một người con gái đúng không? khoai Đó, một mộ một người con gái mà không biết tại sao mà ông treo cổ. Thì nói chung là dân làng ở đây và tất cả anh em mọi người luôn ai cũng đều thắc mắc, mà cái ẩn khúc đó thì không ai gõ được và không ai biết được là như thế nào luôn cô chú anh chị. Là tự nhiên như không là ông ra đó ông treo cổ thì dân làng thì cũng hoảng sợ, nhưng mà có một chị thấy ông treo cổ ngoài đó vậy 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 á, là người ta ra người ta cứu ông thì ông thoát nạn và ông cũng hồi phục như bây giờ cô chú anh chị. Nói chung là những cái tâm linh những cái này cái kia nọ mình khó nói lắm cô chú anh chị, nhưng mà trưa nắng đừng nên ra ngoài đó nha. Vậy thôi ông coi nấu thịt ăn đi nha, rồi con đi về nha. Trời ơi nhớ giữ gìn sức khỏe nha ông nha, lâu 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 là con sẽ vô đây con thăm ông. Đó. Rồi ông coi là ông có tiền rồi đó, ông giữ kỹ nha là thứ nhất. Thứ hai nữa là ông phải ở nhà giữ gìn sức khỏe, chỉ là lâu lâu là đi chặt củi cho nó thoải mái tinh thần và đi chặt củi chậm thôi nha ông nha. Thì thôi thì chắc là Quân xin khép lại cái video luôn. Thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và cảm ơn cô Thảo Trương, cảm ơn cô Thảo Trương đã mở lòng ra yêu thương ông, đã giúp đỡ cho ông thêm có một cái miếng ăn miếng uống qua ngày. Thì ông thì có con cũng như không ông cô chú anh chị thì cũng rất là đáng thương luôn. Thì bây giờ thì Vương xin tạm dừng cái video, mong cô chú anh chị quý vị mạnh thường quân hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha, để Vương có một cái động lực Vương ra nhiều cái video và giúp đỡ cho bà con cô bác nghèo khổ và khó khăn như cô chú anh chị. Và bây giờ Vương xin tạm dừng và bye bye cô chú anh chị.